Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm bánh mì sấy bơ đường làm bằng nồi áp suất. Đó, bây giờ cô bắt đầu. Bây giờ cô bắt đầu đổ bơ vào trong cái chảo này. Cô bật bếp lên. Đây là cô làm bằng nồi áp suất nha. Cô để lửa nhỏ thôi. Bây giờ cô đi sắp bánh mì. Trong khi chờ ba chạy, cô đi sắp bánh mì. Giòn quá nó bể. Cháu ơi, bây giờ cô đi bỏ một cái tô bằng sành, bằng đá thêm vào trong nồi nồi áp suất nha các cháu. Ta rút điện ra. Ta rút điện ra, ta bảo vào chân an toàn. Đó, ta bỏ trong nồi áp suất như vậy. Rồi cô cắm điện vào. Rồi cô đậy cái nắp nhôm này lại, cái nắp nhôm này lại. Mình phải nhớ nó tay nó bẩn các cháu đó. Bây giờ cô vặn lên. Mình muốn vặn bao nhiêu phút cũng được hết. Đó, mình vặn lên. Các cháu làm ít thì các cháu mua hộp bơ nhỏ thôi. Chiều nay cô mua hộp bơ nhỏ nè, 7.000 hay sao, hình như 7.000 ấy. Bây giờ cô cũng chấm bơ và chấm đường. Các cháu chấm bơ ít thôi, đừng chấm bơ nhiều quá nó mặn. Vì bơ nó mặn ấy. Đó, chấm bơ. Mình chấm biết thôi các cháu ạ. Đó, chấm cho nó có chín đường thôi. Cháu chấm nhiều là nó mặn, bị bơ nó mặn mà. Nhiều dính nhiều bơ quá. Dính nhiều bơ quá, quẹt bớt đi. Thôi cô làm ít thôi. Các cháu ơi, bây giờ cô bỏ bánh mì vô trong nồi áp suất. Các
cháu nhớ là cái mùi bằng bằng inox nhá, hay bằng nhôm được. Đó, bây giờ bắt đầu bỏ cái mì vào trong áp suất. Mình cũng để lửa cái màu vàng lên các cháu ạ. Đó, có bắt đầu đặt đậy nắp lại. Để cô canh nửa mấy phút đồng hồ được. Mở có xem thử xem được chưa nhé. Các cháu nhớ là để bánh mì vào trong cái tô nha, bằng bằng đá nha. Các cháu đừng làm rớt ra cái ngoài cái tô là đường nó sẽ rơi vào trong cái miếng gang, nó sẽ cháy miếng gang, nó sẽ bị cháy. Mấy hôm nữa cô sẽ hướng dẫn cho các cháu làm bắp nổ. Và hôm nay đây, bây giờ cô thảnh thơi cô kể cho các cháu nghe một câu chuyện nhỏ nhưng mà cũng vui. Là như vậy, cô có một thằng cháu, năm nay nó là, nó sinh năm 2007, năm nay nó là 10 tuổi rồi, mà năm đó nó khoảng 4 tuổi. Cháu biết không, cô nè, mẹ nó nè, đi ra một công viên chơi, nó muốn ăn bắp nổ. Cháu biết nó nói làm sao không? Cháu biết là nó nói rằng là mẹ ơi con đói bụng quá. Thế là mẹ nó mua cho nó một ly bắp nổ. Xong rồi là nó ăn hết ly bắp nổ rồi. Các cháu biết không, nó thấy xúc xích, nó muốn ăn nhưng mà nó không dám xin mẹ nó là nó đói nữa. Cháu biết nó nói làm sao không? Nó bảo là mẹ ơi, người ta bán ế mua giùm cho người ta đi mẹ. Mẹ chỉ biết cười thôi, chả biết nói gì hết. Cháu thấy không, nó rất là khéo. Đó, cô kể cháu, các cháu nghe một câu chuyện nhỏ như vậy đó. Để giúp vui, cô sẽ kể một câu chuyện như vậy. Bây giờ cô bắt đầu đi thử bánh cháu ạ. Rồi, bánh
của cô đã được rồi. Bánh mì của cô đã được rồi. Cô bắt đầu lấy ra. Cô bắt đầu rút điện ra. Hôm nay cô làm ít thôi các cháu. Đó, hôm nay cô làm thử các cháu ít thôi. Đó, các cháu nhìn nè. Một mâm bánh rất là giòn và ngon. Mình làm bằng nồi áp suất, không cần bằng lò nướng đâu các cháu. Đó, đây là một nửa ổi mì thôi, cô làm ít thôi. Đó, các cháu chấm bơ ít thôi nha. Các cháu đừng chấm bơ nhiều là sẽ bị mặn, vì bơ này nó mặn mà. Cô ăn thử một miếng xem nó có giòn không? Giòn lắm, vô cùng giòn. Đó, các cháu lấy cái nồi áp suất các cháu làm. Đó, xuất điện nhá. Mình không cần lò nướng đâu. Mình có thể dùng nồi cơm điện làm cũng được. Nhưng mà nồi cơm điện thì các cháu phải bật điện xuống. Xong các cháu đè nó xuống, không cho nó nhảy lên. Nhưng mà các cháu làm như vậy coi chừng bị mẹ chửi nhá. Tức là bảo cô bày thì bị mẹ chửi. Các cháu nào mà ở riêng hay là không có mẹ ở chung thì các cháu làm. Các cháu nào có mẹ ở chung thì các cháu không nên làm nhá. Làm mà lỡ nó hư nồi mẹ chửi. Các cháu có thể dùng cái nồi cơm điện bật nút xuống, xong rồi đè nó xuống không cho nó nhảy lên. Bỏ cái vỏ ra. Để cô lấy cái nồi cơm điện ra các cháu coi. Bỏ một cái chén trong này. Đó. Bỏ cái chén trong này. Xong các cháu bật điện xuống. Rồi đè cái đũa vô như vậy. Và đè nó xuống, không cho nó nhảy lên. Đè cái khăn cái gì đè nó xuống, không cho nó nhảy lên. Là các cháu làm được. Và cũng đậy nắp lại và phải nắp bằng nhôm nha các cháu. Đừng có đậy nắp bằng nhựa, nó sẽ cháy nắp nhá. Tại vì cái này nó không có nước. Đó. Mà các cháu nhớ là các cháu nếu mà có mẹ thì các cháu đừng có làm nhá. Các cháu ở riêng một mình các cháu làm vô là mẹ chửi đấy. Đó, cháu đè như vậy nè, bỏ chén vô, đè cái nồi, bỏ chén xuống, đè cái nồi cái điện như vậy, đè nó nặng lên, không cho nó nhảy lên. Để các cháu đậy nắp vô. Đó, đậy nắp vô, nó nóng là cháu làm được. Cô sẽ ăn thêm một miếng bánh nữa. 13 phút 50 giây rồi. Nó giòn tan, giòn lộn luôn. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các cháu thành công.